phản ứng thường gặp sau tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Sau tiêm vaccine mũi 3, người được tiêm có thể gặp một số phản ứng thông thường như đau tại vị trí tiêm, sốt, sưng hạch, phồng nách, hiếm trường hợp sốc phản vệ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kháng thể sau tiêm vaccine COVID-19 sẽ giảm dần sau 3-6 tháng. Mũi 3 giúp tăng mức độ bảo vệ, tăng kháng thể phòng bệnh, đặc biệt là trước biến chủng mới Omicron. Bác sĩ Luân cho biết, ở người trưởng thành, các phản ứng nặng sau tiêm chủng như là phản vệ, dị ứng thường xảy ra sau khi tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm mũi 3 sẽ không gặp phải các phản ứng nặng này, nhưng có thể gặp các tác dụng phụ như ở mũi 1 hay mũi 2. Theo đó, phản ứng thường gặp có thể xảy ra sau tiêm như là đau tại vùng tiêm, sưng, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau khớp, ấn lạnh, sốt nhẹ, sưng hạch vùng nách thường gặp hơn sau tiêm mũi 2. Đây là những phản ứng thông thường và sẽ hết sau 1-2 ngày. Đối với các phản ứng này, nên hạn chế cử động mạnh vùng tiêm để giảm bớt triệu chứng. Không nên bôi hay chườm đắp bất cứ thứ gì, lá cây, dầu gió, trứng gà vào chỗ sưng đau. Có thể dùng thuốc hạ sốt để uống khi sốt hoặc là để giảm đau. Các phản ứng sau tiêm thường xuất hiện trong vòng 30 phút hoặc là 24 giờ sau tiêm. Một số trường hợp có thể kéo dài 72 giờ. Nhìn chung, người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ khi tiêm mũi 3 của Pfizer hay Moderna là hơn là so với những người từ 18 đến 64 tuổi. Bên cạnh đó, cần theo dõi triệu chứng sau tiêm ít xảy ra do viêm cơ tim như tức ngực, khó thở, đánh trống ngực hay các triệu chứng của giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch như nhức đầu, đau bụng, khó thở nhìn mờ, co giật. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế. Sau tiêm vaccine COVID-19 nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm, protein, nghỉ ngơi, uống nhiều nước, trái cây, tránh hoạt động mạnh quá mức, không tập luyện nặng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.